บาดสมกรบสวัสดิ์บ่งบ่าวๆตามบรรดาสังคมเฟซบุ๊กสาจิตทำไมยังไงไงนี้หางขนมบานรัตนาเกรย์พรัมทั่วกาคัดสต็อกแบบในละกาพลาตินตันมีนปิดให้นักอัดปิดบ่าแล้วนี่ยังส่งทั่วกาเรียบรอบแบบในละกาตัวทมให้จีประเพณในละกาพลาตินโรสโกแล้วนะบ่าในละกานี่คือมีสมัติเพียบคลังเหมือนเต้นบ่งบ่าวโดยซาตาในละกานี่ยังทั่วกาได้สต็อกมวยหรือเยอะให้แล้วนี่มีสต็อก ทำไมนั่งไงบองโอนบานเคยมีตะโอนนี่บองโอนจุยไลค์จุยเสียฟูลโลเพย์เต๋อดำใบบองโอนตุ่มเน่ตุ่มเน่ปีกางี้บองโอนไอ้งี้บอกมือบานนี่ละกาแล้วนี่ยังโจดโจชนำทำไมให้ถ้าตาบองโอนเมียนไอกระโดดลวนไอนาดิเต้ดูก่อบองโอนติงละกาดำปิดจูนเจียระดาจูนปลาจูนบองปลอนี่บองโอนเคยไหมป่าปีหมดเดลนี้บองโอนไอติงจูนปลาดูก่อจูนบองปลอีจังนะ ក្នុងរដូវចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងនេះលកាទាំងនេះគឺជានេះលកាអូរីជីណលដូចគ្នាគាត់ថាខ្ញុំធ្វើការដាំពេជ្របន្ថែមនៅជាងជំនាញខ្ញុំបាទនៅហាងរតនាក្រេប្រាំហើយមកពីមកពីនេះខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់បន្តិចទៅចុះដោយសារតែម៉ូដែលនេះគឺជាម៉ូដែលបែបស្រីទៀបជាងម៉ូដែលនេះម៉ូដែលនេះ ម៉ូដែលខាងនេះវិញគឺស្រីខ្ពស់ជាងនេះគឺជាបាតកញ្ចក់បាទនេះគឺខ្ញុំគាត់ថាប្រាប់ជាប្រយោលទេតែអ្វីសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើតួនេះវិញបាទតួនេះគឺមានសភាពដែលហៅថាធំស្អាតមែនតើណាណាខ្ញុំធំតួគឺ61mm បើនិយាយពីសមត្ថភាពវិញខ្ញុំធ្វើការដោះជូនដល់បងមើលបាទនេះខ្ញុំធ្វើការយឹតក្បាលរួយរបស់បងប្អូនមើលបន្តិចទេចុះគឺគេមានត្រាឡុងស៊ីនរបស់គេអញ្ចឹងណាជាប្រភេទផ្លាទីនរុកស្កូលហើយបងប្អូនកលេកទៅ
tha cả tình châu lụa lụa quanh đầu màu để chắc nữa na nhưng thưa ca điều đó vẫn thèm chút bằng phổn tiệt mà bảo phép là tin tán bằng phổn minh chủm rực cho nên mình tên bằng phổn ai prá lụa đặt vô lui của bán đầu màu của bán hay bởi vậy bị tha option với ốc tốt như là ca nắng na bằng phổn mơ tới tình địch ấy được chừng kệ các chỗ na bà mơ tới đôi bị bạc prá ấy chắc na ắt bị bạn prao thì bằng phaôn là sao bằng phaôn thằng này ní bằng phaôn chụp lại chụp liền hả ấy à lỡ nhóm thơ ca hiệp họp chụp bằng phaôn tính nhất na bà từ lấy hàng cào nó cứ chưa từ lấy vị này tì kế bà môi này tí cứ kêu rút chọc cào mà đòn môi này tí cứ kêu rút chọc cào mà đòn rút tơ rút mau rút tơ rút mau thì hàng này vẫn cứ chìa tì môi tì pí bởi hàng này vẫn cứ chìa sạp đá chằn kia bột bọt hoa trắng á hàng này cứ chìa ẩm thí xem em bằng phaôn ai đã mong sọc cào bàn nên là ca nắng bọn họ lại mong sọc khéo bàn trắng nó hay tình này kia cứ mình sập hiệp bỏ khiu khiu sạn mình tên nên bọn bọn khơi nhá học sập thì tiết kia rút mà đo chùm lại sâu mà quên nhá bọc mà mình sập hiệp là hai tha tẹt tiên mình tên nó ngay nhưng anh ta mình sập hiệp tẹt tiên từ option kia tùm nơm trắng nó một đe lý nhóm thơ ca cắt chứ chỗ này hay là gọc đánh stop à là nếm biến mùi cương hai em tiện mà chấm nướng cứ ăn miên chở nên miên này chở ăn mui được gấp pi ta là nên miên tầm mui tế hay xài cái này cứ chụp phải xài sọc lá đại si chấm mui tên là bọc cái tu cái rose gold chẳng hay cái vừa xài sọc lá xài original tại mà đo hay xài long xỉn ní và phải một đèn ní cứ ở sơ chỉ thông khẩn mà tế và phải này là ca bài bài chẳng á này bằng phổn khởi nhá này hàng khổm kia chẳng cứ ở sơ chỉ thông khẩn và mà này chẳng bằng phổn phở nghi xuống mình tên hay cập ní cứ chụp phải cập cho bằng ôn phải trâu tại mà đón cứ dương ai vẽ bàn là hồ trắng á hay dương ở trong mặt cho tha chủ bị đầy ấy của bạn ấy ở chủ bị đầy thế mà dương bạc mắt cứ vừa trâu nông ọc đại dương tại mà đón hay là cá nó chưa phục hết xử lý mây hay bạc cảnh trọ đi bằng ôn khơi nhé mà chỉ phục hết bạc cảnh trọ hay mà xuân cái ôi xa ra cái mình cả bạch cái mình tỉnh giáo cái mình cả lá kê trắng á hay chùm nói xâm khăn cứ bằng ôn mơ chùm nói hai tha thẻ kế nhưng mình đang là chạp mà nó tế camera nhóm nó bên đi hết á để xa ta vì mình sắp hiệp ở tàu hay cục xong tình năng lương cho số chụp bạc chân tới dương chạp bạc lo bạc mà nên đi bằng phần khử nhắn đi phụ cơ mà cái hụng chinh chẳng hắn là ngay bạn phân năng tới bằng phần chia sẻ bằng phần anh chơi mà mơ bán nở hàng của chúng bạn ở rõ tà nà kể đại mình stock strap
ឲ្យបងប្អូនមើលលោហើយនឹងសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៃការប្រើប្រាស់នៃនីលការ model ហ្នឹងណាបាទ long sin នេះគឺស្អាតមែនតើហើយ platinum គេទៅធ្ងន់គួរសម platinum អាចឡើងដងប្រហែលជាចូលមកតលឹងជាងហើយ platinum ហ្នឹងណាបាទមកតលឹងចង់ចូលមកតលឹងជាងហើយធ្ងន់មែនតើធ្ងន់មើលទៅហាប់បាទហាប់ហើយនីលការនេះបងប្អូនអាចប្រើហើយថ្ងៃក្រោយចង់ចាក់ពេជ្រកំងខ្ញុំបានទៀតបងប្អូនទិញនៅហាងខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើការចាក់ជូនអញ្ចឹងណាដោយសារតែជាងខ្ញុំគាត់មានការរវល់ការងារច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានទទួលទេទទួលតែបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្វើការទិញនៅហាងខ្ញុំអត់មានពេជ្រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកមកចាក់ខ្ញុំចាក់ជូនបានហើយតម្លៃគឺយើងគិតតាមនឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចយកមកចាក់បានហើយយើងព្រើមួយរយៈឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តទេបាទចូលចិត្តបែប original អញ្ចឹងទៅមិនបាច់ចាក់ពេជ្រចាក់អីទៅក៏បានអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនព្រើអញ្ចឹងចុះបាទ10 20ឆ្នាំខ្ញុំកាត់ចូលវិញបាទនេះលកា10 20ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការកាត់ចូលទិញវិញទាំងអស់រាល់ផ្លាទីនតាន់មិនថាអត់ពេជ្រឬក៏ដាំពេជ្របាទហើយបងប្អូនអាចឆាតសួរបានតម្លៃនេះអត់ជាថ្លៃប្រមាណទេសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ដែលមានសភាពគង់វង្សយូរវែងផ្លាទីនចេះចេះបងប្អូនប្រើក្នុងរដូវចូលឆ្នាំចេះគឺថាឡើងរិស្សីបងប្អូនប្រើទៅមានភាពសុខសប្បាយអញ្ចឹងណានឹងឲ្យដោយសារតែបែប original មិនមែនបែប copy ទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រើទៅមានភាពសុខសប្បាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនឱកាសចូលឆ្នាំចិននេះសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា